Bí ẩn về chiếc ghế rồng trong Tử Cấm Thành, ba người chết khi ngồi vào. Chiếc ghế rồng hay còn gọi là ngai vàng vốn được coi là bảo vật quỷ dị còn lưu lại trong cố cung ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Bên cạnh đó, có nhiều câu chuyện bi kịch đằng sau chiếc ghế này vẫn còn lưu truyền từ đời này sang đời khác. Vốn dĩ, chiếc ghế rồng trong cố cung Tử Cấm Thành được xem là biểu tượng của sự quyền lực ở thời cổ đại. Chỉ có hoàng đế mới đủ tư cách ngồi lên đó và ra lệnh cho các triều thần. Trong lịch sử, có nhiều hoàng thân vì muốn ngồi lên chiếc ghế này mà để lại nhiều bi kịch bí ẩn. Đặc biệt là vào thời nhà Thanh, vài người con trai của vua Khang Hy vì muốn ngồi lên chiếc ghế này đã đấu đá lẫn nhau. Sau khi vua Ung Chính lên ngôi, ông đã lo lắng rằng huynh đệ cướp ngôi, cho nên đã giam cầm họ. Có một số người không nhìn thấy được mặt trời cho đến khi chết và gặp kết cục vô cùng đau khổ. Từ những câu chuyện này, chiếc ghế rồng trong cố cung đã trở nên bí ẩn hơn bao giờ và được người đời truyền tai nhau từ đời này sang đời khác. Các chuyên gia không thể giải thích được những bí ẩn đằng sau chiếc ghế rồng này. Ngày nay, chiếc ghế rồng trong cố cung đã trở thành bảo vật quỷ dị còn lưu lại. Về cơ bản là không ai dám ngồi. Đã từng có 3 nhân vật nổi tiếng được cho là mất mạng bí ẩn sau khi ngồi lên chiếc ghế này. Người đầu tiên chính là Lý Tự Thành. Người này sau khi lật đổ nhà Minh đã lên ngôi hoàng đế, bá chủ thiên hạ. Thế nhưng Lý Tự Thành chỉ làm hoàng đế được hơn 40 ngày thì bị Ngô Tam Quế cướp ngôi. Sau này Lý Tự Thành đã qua đời một cách bí ẩn. Theo sử Trung Quốc ghi lại, Lý Tự Thành mất vào năm Thuận Trị thứ 3 tức năm 1645 và không ai rõ ông qua đời như thế nào. Minh Sử viết lại rằng Lý Tự Thành là người tự cao tự đại và hung ác, hoàn toàn không xứng với ngôi vị hoàng đế nên phải chịu lời nguyền của chiếc ghế rồng. Những ngày cuối đời, Lý Tự Thành bỗng dưng bị bệnh lạ, tâm trí cuồng dại và chết bí ẩn trong núi. Người thứ hai chính là Viên Thế Khải. Sau khi uy hiếp được hoàng đế nhà Thanh và tìm mọi cách đăng cơ làm hoàng đế, lúc đó gọi là đại tổng thống lâm thời, nhưng chỉ trị vì trong 83 ngày đã đột ngột qua đời một cách bí ẩn. Cái kết bi thảm của Viên Thế Khải được cho là giống với Lý Tự Thành, bởi lẽ từ ngày tạo phản cướp ngôi đã phải chịu lời nguyền của chiếc ghế rồng. Sử học ghi lại, hành sự trái ý trời là đại nghịch bất đạo. Viên Thế Khải mỗi lần ngồi vào ngai vàng đều rối loạn, đêm mất ngủ và hay gặp ác mộng. Vì ông cảm thấy tức giận với những thứ ảo ảnh không có thật và không thể tự mình giải quyết, nên đã suy kiệt mà qua đời. Người thứ ba qua đời một cách bí ẩn chính là thủ lĩnh đứng đầu liên quân 8 nước, Wang Dexi. Tương truyền rằng khi liên minh 8 nước vào xâm chiếm Trung Quốc, Wang Dexi đã ngồi trên ngai vàng với cảm giác tò mò. Không lâu sau, thủ lĩnh này cũng đã chết một cách bất minh. Truyền thông quốc tế cho rằng ông qua đời vì bệnh tật, nhưng cái chết này lại khiến mọi người nghi ngờ chính ông cũng chịu lời nguyền từ chiếc ghế rồng. Bởi lẽ chiếc ghế rồng ấy không phải là nơi mà người thường có thể ngồi được, nó chỉ dành cho những chân mệnh thiên tử đích thực. Cho đến ngày nay, các chuyên gia vẫn không thể lý giải được lời nguyền về chiếc ghế rồng này. Theo quan điểm của nhiều người, ba nhân vật nổi tiếng kia đều sống trong thời đại chiến tranh, đều là thủ lĩnh của các lực lượng tham chiến, nên việc họ bỏ mạng bí ẩn cũng là một điều dễ hiểu. Mặt khác, nhiều người vẫn tin rằng chiếc ghế rồng trong cố cung vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt. Trên thực tế, chiếc ghế rồng này vốn dĩ thuộc về những vị hoàng đế thực thụ, những người mang mệnh thiên tử để trị vì Giang Sơn, do đó họ tin rằng chiếc ghế rồng luôn tồn tại một lời nguyền, những ai cố tình trái mệnh trời đều chịu kết cục bi thảm. Vì sao Tử Cấm Thành bất tử trước 200 trận động đất? Tử Cấm Thành hay Cố Cung là cung điện nơi ở của nhà vua Trung Quốc suốt thời Minh và thời nhà Thanh. Đây là công trình cổ quan trọng bậc nhất lịch sử Trung Hoa nói riêng và thế giới nói chung. Toàn bộ cung điện rộng 720.000 m² và có gần 10.000 phòng. Được xây dựng từ năm 1406 và hoàn thành năm 1420. Đến nay, sau 600 năm thời thế biến đổi, Tử Cấm Thành vẫn đồ sộ, uy nghi và giữ được hiện trạng tuyệt vời. Ước tính trong 600 năm qua, cung điện này đã phải trải qua hơn 200 trận động đất, bao gồm trận động đất Đường Sơn 1976 lịch sử 9,5 độ Richter, được coi là mạnh nhất trong thế kỷ 20, tương đương sức tàn phá của 2 tỷ tấn thuốc nổ TNT. Bên cạnh đó, nó còn phải trải qua biết bao thiên tai lớn nhỏ và chiến tranh biến động, nhưng tất cả đều không thể xô đổ Tử Cấm Thành. Vậy, điều gì đã khiến người Trung Quốc từ xưa xây dựng được một công trình kiên cố đến như vậy?
Hầu hết mọi người đều cho rằng chắc hẳn sự vững chãi được xây dựng từ nền móng vô cùng vững chắc dưới đất. Nhưng thực tế câu trả lời không phải như vậy. Thành trì giữ cho hoàng cung trở nên bất tử, gần như không thể bị hủy hoại, lại nằm ở phía trên, tức ở mái nhà. Theo các nhà nghiên cứu và kiến trúc sư, người Trung Quốc 600 năm trước đã sử dụng một loại hình cấu trúc hết sức thông minh gọi là đấu củng. Đây là kiểu cấu trúc được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ gọi là đấu và các tay sàn ngắn gọi là củng, được cắt gọt sau cho khi chồng lên, chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất. Nguyên lý của nó là kỹ thuật chồng rường. Đặc biệt, nó không cần đinh ốc hay keo để nối với nhau, mà chỉ cần lắp đặt đúng khuôn là ăn khớp nhịp nhàng, tạo thành một hệ thống vững chắc, linh hoạt hơn nhiều bất kỳ chiếc đinh vít nào. Chính kết cấu tài tình này đã giữ vững mái nhà và khung nhà. Trong bộ phim tài liệu Bí mật Tự Cấm Thành của đài BBC, các chuyên gia đã thực hiện một thí nghiệm cho kết quả đáng kinh ngạc về độ vững chắc của mái nhà đấu củng. Họ dựng một mô hình nhà có tỷ lệ 1 năm và dùng máy lắc tác động để đo độ bền của công trình sử dụng đấu củng. Khi thử mở máy ở mức 9 độ Richter, mô hình dường như không hề hấn gì. Nâng cường độ lên 9,5 độ Richter, tương đương trận động đất mạnh nhất thế kỷ 20, mô hình rung lắc dữ dội nhưng vẫn đứng vững, và cuối cùng sức chịu đựng của nó lên tới 10,1 độ Richter. Trong lịch sử nhân loại, chưa có bất kỳ trận động đất nào mạnh đến vậy từng được ghi nhận. Tuy nhiên, Tự Cấm Thành cũng không phải lần đầu tiên kiến trúc đấu củng được sử dụng. Nó đã xuất hiện từ thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, cách đây tới 2.500 năm, tại các nước Đông Á khác. Phát minh này cũng được ưa chuộng. Đến tận ngày nay, những phát minh thú vị và bậc thầy của người xưa vẫn được áp dụng vào kiến trúc hiện đại. Ngoài cấu trúc mái nhà, nhiều chi tiết nhỏ bên trong Tự Cấm Thành cũng càng thêm góp phần vào sự bất diệt của công trình. Ví dụ như các cột trụ trong cung không được chôn sâu dưới lòng đất mà được dựng trực tiếp trên các trụ đá. Trong trường hợp động đất, các cột trụ sẽ không bị gãy do tiếp xúc trực tiếp với đất mà chỉ bị dịch chuyển. Hay như bên dưới sàn nhà, cũng có ít nhất 3 lớp gạch tạo nên sự vững chắc bất bại cho công trình. Rốt cuộc Phổ Nghi đã tuồng bao nhiêu bảo vật giá trị ra khỏi Tự Cấm Thành? Phổ Nghi khi biết mình bị đuổi khỏi Tự Cấm Thành đã mang theo vô số bảo vật với giá trị còn lớn hơn tổng giá trị tài sản của người giàu nhất thế giới. Phổ Nghi vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc, đồng thời cũng là chứng nhân chứng kiến sự sụp đổ của nhà Thanh. Nếu nhìn từ những biến cố xảy ra với Phổ Nghi, có thể nói cuộc đời của ông quả thực là khá bất lực và vô vọng. Phổ Nghi đã liên tiếp trải qua hai lần thoái vị. Lần thứ nhất là khi ông 6 tuổi, dưới sự uy hiếp, ép buộc của Viên Thế Khải, tổng thống thứ hai của Trung Hoa Dân Quốc, Phổ Nghi tuyên bố thoái vị, lúc đó tiểu hoàng đế được ở lại trong cung. Lần thoái vị thứ hai là vào thời kỳ Dân Quốc, Phổ Nghi lúc này chỉ là con rối của quân Nhật Bản. Ngày 1 tháng 3 năm 1932, quân Nhật chiếm lĩnh Mãn Châu và lập nên Mãn Châu Quốc, sau đổi tên thành Ngụy Mãn Châu. Sau này khi quân Nhật bại trận, ngày 18 tháng 8 năm 1945, Phổ Nghi một lần nữa tuyên đọc chiếu thư thoái vị. Tuy nhiên, kể từ năm 1924, khi Đại tướng Dân Quốc Phùng Ngọc Tường đuổi Phổ Nghi cùng với tất cả hoàng thân quốc thích ra khỏi Tự Cấm Thành, lúc đó nhận thấy vận mệnh chẳng còn yên bình, Phổ Nghi đã lén lút chuyển rất nhiều châu báu, cổ vật ra khỏi cung và để ở chỗ các đại thần tin cậy, một số thì đổi thành tiền mặt để dễ bề mang theo. Phổ Nghi rốt cuộc mang đi bao nhiêu bảo vật? Sau khi trở về nước, Phổ Nghi bàn giao lại cho quốc gia tới hơn 400 cổ vật mà ông đã từng chuyển đi từ Tự Cấm Thành. Theo các nhà khảo cổ học ước tính, giá trị của những món cổ vật này thậm chí còn lớn hơn tổng giá trị tài sản của người giàu nhất thế giới. Chúng ta có thể lấy một ví dụ để hình dung về giá trị của số bảo vật mà Phổ Nghi đã đem theo như sau. Khi đó, Phổ Nghi mang theo rất nhiều đồng hồ kiểu phương Tây cổ. Hiện nay, một vài chiếc đồng hồ tương tự được rao bán trên thị trường đồ cổ, có giá lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, tương đương hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, còn rất nhiều bảo vật được các nhà khảo cổ đánh giá là vô giá, không thể định đoạt giá trị. Dưới đây là những món bảo vật quốc gia vô giá mà Phổ Nghi đã trao trả lại. Trong cuốn hồi ký nửa đời trước của tôi, Phổ Nghi có kể lại rằng từ tháng 12 năm 1921 đến tháng 7 năm 1922, Phổ Nghi trên danh nghĩa ban thưởng cho em trai là Phổ Kiệt đã chuyển ra khỏi cung 210 bộ sách cổ quý giá thời Tống Nguyên, hơn 2.000 tranh chữ thời Đường, Tống, Nguyên, Thanh. Trong đó bao gồm Lạc Thần Tứ Phú Đồ của họa sĩ Cố Khải Chi, được biết đến là ông tổ của hội họa Trung Quốc, Bộ Liên Đồ của Diêm Lập Bổn, hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Cố Cung,
Hàn Hy tái giả Yến Đồ, tác phẩm duy nhất được truyền lại của Cố Hoành Trung, họa sĩ thời Nam Đường vào thời Ngũ Đại Thập Quốc, tranh Cung Nữ Phải Quạt của Châu Phương, chúng đều được coi là những bảo vật quốc gia vô giá. Tháng 11 năm 1924, Phổ Nghi bị Phùng Ngọc Tường đuổi khỏi cung. Ông cùng tùy tùng của mình đã mang đi một lượng lớn bảo vật dưới danh nghĩa là tài sản cá nhân. Hầu hết chúng đều là những món bảo vật được lựa chọn tỉ mỉ. Tháng 2 năm 1925, Phổ Nghi bí mật đến Thiên Tân, tại Tô Giới Nhật sinh sống dưới sự quản lý của Nhật Bản. Lúc này, Phổ Nghi mang tới Thiên Tân hơn 70 hòm bảo vật và văn vật, trong đó có hơn 40 hòm là đựng các loại châu báu quý hiếm. Sở dĩ lần này Phổ Nghi mang theo nhiều châu báu, đặc biệt là ngọc phỉ thúy, là bởi đồ gốm, tranh thư không tiện mang theo bên mình. Hơn nữa, châu báu giá trị cao, thể tích lại nhỏ, nên chúng đã trở thành lựa chọn đầu tiên của Phổ Nghi. Ngoài ra, Phổ Nghi và đám tùy tùng còn mang theo rất nhiều long bào triều Thanh, mặt dây chuyền đá giác vàng, dạ minh châu, vân vân. Tuy nhiên, những món đồ này đã bị quân Nhật cướp và một số thất lạc không rõ. Trong rất nhiều món bảo vật được chuyên gia tính toán, giá trị có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Từ đây có thể thấy, giá trị của những món đồ mà Phổ Nghi đã làm mất quả thực vô cùng lớn.